Ok, bây giờ các bạn nhìn nhé. Thì ở đây nó có một cái màu gọi là gam nâu. Tớ xài đủ hết gam nâu cho các bạn. Từ lâu tây đến nâu lạnh. Ok. Từ lâu tây nâu lạnh đến cả cái màu gì ạ? Màu lâu tây này, màu lâu lạnh này, màu lâu khói này. Ok. Nâu khói này. Màu lâu rêu này. Nâu rêu này. Xong rồi. Màu lâu gì nữa ạ? Lâu sô cô la này. Cô la này, ánh đỏ này, rồi lâu lâu trầm này. Ok, được chưa? Đầu tiên mình sẽ nói về lâu lâu tây trước nha. Ok, thì bây giờ để chào Như Nguyệt nhé. Rồi bây giờ này, để các bạn có thể làm ra những màu lâu tây chuẩn ý, thì các bạn nên lưu ý rằng màu lâu tây chẳng qua ấy, nó tổ hợp lại, nó có ánh sắc của vàng. Ok, sắc của vàng và ánh sắc của thằng green. Ok ạ. Thì lâu tây ấy, nó có hai ánh sắc này là sắc vàng, vàng và green, nhưng đại loại nó nằm ở cấp độ level, đó là level 5 ở dạng tông lâu, thì nó gọi là một cái màu gọi là màu lâu tây. Hiểu vấn đề không ạ? Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Rồi, thì cái màu lâu tây ấy, nó được tổ hợp từ màu vàng và màu green. Ok chưa ạ? Nhưng mà nó ở level cấp độ tối nên nó level 5 thôi, cấp độ tối thì nó đang ở dạng lâu, thì nó gọi là một cái màu gọi là màu lâu tây. Ok. Vì sao nó tây? Vì nó có ánh sắc của thằng green này. Ok chưa ạ? Thì các bạn có biết có vàng có green rồi thì mình sẽ làm gì ạ? Mình sẽ tổ hợp luôn thằng màu vàng này làm một cái màu gọi là màu dẫn đi. Ok chưa? Mình sẽ không cho mix vàng, không cho mix vàng. Ok ạ? Mình sẽ làm luôn màu vàng là màu dẫn. Ok chưa? Thì các bạn hãy lấy một cái màu gọi là màu 9.3. Ok chưa? Ở nền đen nhá. Nền đen nhá, thì các bạn lấy 9.3, được chưa? Các bạn cộng với gì ạ? Green. Ok. Được chưa? Rồi các bạn cộng với oxy là xong rồi. Oxy này oxy 9. Được chưa? Ở lên đen, được chưa? Thì 9.3 cộng green cộng oxy 9 bao giờ lên được level 5 rồi thì mình sẽ xả, được chưa? Rồi tỷ lệ của thằng này sẽ là 80, sẽ thằng này sẽ là 20, thằng này sẽ là 100. Ok ạ? Xong chưa? Nhưng mà lên lên sáng, tức là lên lên ba khúc hay là lên sáng ấy, được chưa? Ví dụ lên ba khúc hoặc là lên sáng thì các bạn phải đi một cái công thức khác, được chưa? Thì công thức của lên sáng lên ba khúc này. Ok, ba khúc này và lên rất là sáng này thì mình sẽ có công thức như sau là 7.3 OM cộng với 6.3, được chưa? Mình cộng với green. Ok ạ. Thì 7363 đây là gì ạ? 93 là gì ạ? 93 và 7363 nó là vàng. Ok. Và green đây bổ tổ hợp ánh xanh. Ok. Nhưng mà ánh xanh ở level 5 thì nó không bao giờ xanh nè được, nó chỉ ánh nằm là làm tây cái tóc của mình lên thôi. Nó gọi là vàng, nó gọi là lâu lâu tây, được chưa? Rồi, thì mình sẽ có 73.3 cộng green và cộng với cái oxy. Oxy này oxy 7.5. Để oxy cân bằng nhá. Lưu ý này, vì nó là lên ba khúc, có phải khi mà khách hàng chúng ta gặp ấy là lên ba khúc đúng không ạ? Thì chúng ta phải có cái oxy 7.5 này để cân bằng hạt màu, cân bằng màu lại, được chưa? Rồi thì tỷ lệ của thằng 7.3 này sẽ là 60%. Đây sẽ là 20 và đây sẽ là 20 nữa. Đây sẽ là 100. Đây, đây là nguyên cái dạng gam nâu tây để giúp bạn có thể kiếm tiền ngay trong vụ Tết năm nay nhá. Ok ạ. Rồi chào Phú Huỳnh nhá. Ok, các bạn hãy chụp lại đi ạ. Các bạn chụp vào đi ạ. Rồi các bạn chụp vào đi ạ. Rồi, lưu ý này là để nhuộm ra một gam nâu tây thì nâu tây nó chỉ ở level 5 thôi nhá. Còn nếu mà từ level 6, level 7, level 8, level 9 ý, thì nó không phải là nâu tây nữa, mà nó là một cái màu gọi là màu vàng lạnh. Ok ạ. Màu vàng lạnh. Vì sao? Vì đơn giản thôi, mình đang bù vàng vào. Nếu mà vàng mà ở cấp độ sáng thì nó sẽ rất là vàng. Còn nếu mà vàng ở cấp độ 5 ấy thì rất là bình thường. Hiểu vấn đề không ạ? Rồi, thì các bạn hãy nhìn qua cái bảng màu. Các bạn hãy nhìn qua cái bảng màu. Ok ạ. Để các bạn biết về là khi mà các bạn mà đẩy màu ở level 5 ấy, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này, ví dụ như thằng này là 5.25 này. Nhưng mà các bạn bỏ đi đuôi 2 và đuôi 5 đi. Các bạn chỉ để lại số 5 thôi. Thì các bạn nhìn màu nó có tối không ạ? Màu rất là tối đúng không ạ? Ok. Thì các bạn bỏ cái đuôi 2 và đuôi 5 đi thì chỉ để cái đuôi 5 thôi. 5 là cấp độ sáng đúng không ạ? Thì các bạn nhìn này, cấp độ sáng của 5 ấy nó rất là tối, nó thuộc cái gam nâu đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình dùng 9.3, ok, dùng 9.3 này, mình cộng với green ở nền đen, ok ạ, mình đẩy lên, thì 9.3 có mạnh cỡ rồi, đi sang nữa thì nó chỉ ra được level bao nhiêu đấy ạ, nó ra được level 5 thôi, và level 5 thì level bình thường nó gọi là một cái gam nâu, gọi là rất tối, ok ạ, mà nó có thêm ánh sắc gì ạ, có thêm một hỗ trợ thêm ánh sắc green vào nữa, thì nó có ánh tối, không phải ánh tối bị biến mất, và trở thành một cái màu gọi là màu lâu, có ánh xanh, nó gọi là ánh tây đấy ạ, được chưa ạ?
Còn nếu mà các bạn mà đẩy lên level 6, level 7, level 8, level 9 ý, thì nó cũng chỉ ra được level 5 thôi. Ok ạ. Thì các bạn đã nhìn level 5 của nó rất là tối đúng không ạ? Nó tối như vậy và có thêm sách của green nữa thì mới ra được lâu tây được. Ok ạ. Còn nếu mà nền mà các bạn đẩy lên level 6, level 7, level 8, level 9 ý, thì nó không phải là lâu tây nữa mà nó gọi là một cái màu gọi là màu vàng lạnh. Ok. Vàng lạnh cấp độ bình thường. Ok ạ. Thì vàng lạnh không phải là màu lâu tây nhá. Thì level lâu tây nó chỉ ở level bao nhiêu đấy ạ? Một cái level 5 thôi. Ok. Thì cách này mà Trừng nhuộm trong suốt thời gian qua nhuộm rất nhiều lần rồi. Và lúc nào cũng ra ánh sắc rất là ngon này. Ok ạ. Rồi, thì các bạn hãy sử dụng cái thằng công thức lâu tây này của tớ, được chưa? Thì ở đây, ví dụ là tớ có màu 3 màu 7.3 này. Đây này, thì tớ dùng bằng 7.3 này, được chưa? 7.3 này. Tớ cộng với mã thêm 099 này. Ok ạ. Thì các bạn lấy bằng 7.3 này. Được chưa? Thì sang 7.3 này. Các bạn cộng 099 này. Cộng với một cái oxy, oxy 7.5 nữa. Được chưa? Là ra ngay. Ra ngay một cái màu gam lâu tây rất là đẹp. Ok ạ. Thì đấy là cách để làm ra một cái màu lâu tây. Ok, đây là nền 3 khúc này, và đây là nền đen, nền đen này. Ok, các bạn có thể chụp lại. Ví dụ mình đập nền 2 khúc hoặc là 3 khúc thì mình đi theo cách này. Đi theo 73 cộng với 63. Ok. Còn mà nếu như mình đập nền đen, tóc đen thì mình đi 93 cộng với green. Ok chưa? Rồi, nếu mà cả nhà thấy hay thì hãy cho Trường Xuyên tin đúng không ạ? Để mình chuyển đổi tiếp sang một gam lâu khác nào. Ok, cả nhà thấy hay thì hãy cho Trường Xuyên tin đúng không ạ? Rồi, nếu mà cả nhà thấy hay cho Trường Xuyên tin đúng không ạ? Hay không? 12.1 không ra đâu, Huỳnh San đi nhá. 12.1 nó thiên về khói bạn ơi. Đây là lâu tây mà, lâu tây nó thiên này về ánh green bạn ạ. Còn bây giờ lâu lạnh thì mới có bạn dùng 12.1 được nhá. Huỳnh San đi nhá. Các bạn lưu ý hộ Trường này, là lâu tây là nó thiên về ánh green, được chưa ạ? Chứ nó không thiên về ánh lạnh kiểu mix up. Ok. Nên chính vậy là 12.1 nó chỉ phù hợp ở cái màu lâu lạnh thôi. Như ví dụ ở đây này. Được chưa? Ví dụ mà Trường chuyển sang màu gọi là màu lâu lạnh này. Ok. Lâu lạnh thì để làm ra một cái gam lâu lạnh tuyệt vời. Ok ạ, bên này có một cái màu lâu sô cô la ánh đỏ. Đây ạ. Ánh đỏ. Nếu như bạn nào mà sử dụng cái bộ cẩm nang 50 từ trường màu sắc ấy thì nó hay rất nhiều. Khi mà các bạn sử dụng cái bộ cẩm nang đó thì các bạn làm màu nó đẹp hơn rất nhiều và có sự hỗ trợ đợt ân từ lưu Trường và hướng dẫn chung về màu nữa thì các bạn sẽ không cảm giác vì sợ hãi khi làm màu nữa, được chưa? Nhưng nếu bạn nào mà vẫn chưa có bộ cẩm nang 50 tuyệt chiêu màu sắc thì các bạn cần phải sử dụng nó nhé. Ok ạ. Vì nó là một cái bộ cẩm nang để giúp các bạn có thể hiểu về màu, làm màu đẹp hơn. Và ngoài ra khi bạn mua nó các bạn được có sự hỗ trợ từ Trường, từ Trung thì các bạn có thể làm màu đẹp hơn rất nhiều. Ví dụ có câu hỏi gì về màu các bạn có thể hỏi trực tiếp tớ hoặc là anh Trung. Ok ạ. Nhưng mà chỉ dành sự hỗ trợ đó cho những bạn mua cẩm nang 50 tuyệt chiêu màu sắc từ phiên bản gốc nhé. Ok ạ. Rồi thì bây giờ tiếp tục này. Lâu lạnh này. Lô sô anh đỏ có bạn vừa comment lô sô anh đỏ khá nhiều. Bây giờ nếu mà mình mà chuyển sang cái màu lô sô anh đỏ, những bạn nào cần màu lô sô anh đỏ thì hãy cho Trường Xuyên tin đúng không ạ? Nếu mà cả nhà mà nhiều tin thì Trường chia sẻ với bạn nhiều cái hay hơn rất nhiều. Anh ơi em mua mà chưa thấy trả lời. Ok, thì bây giờ để làm ra một cái màu sô anh đỏ thì rất đơn giản thôi, được chưa? Thì đầu tiên mình sẽ đi ra màu dẫn 9.1. Mình cộng với gì ạ? Mix đỏ. Ok. Mình cộng với mix green. Vì sao có màu green, có màu đỏ? Vì đơn giản là hai thằng này đối với nhau ra lâu, được chưa ạ? Nhưng mà muốn ánh sắc càng nhiều hơn thì cho càng nhiều hơn thôi, được chưa ạ? Các bạn cộng với 4.0, cộng với 5.0, cộng với 6.0. Đây là màu một đập. Một đập, được chưa ạ? Một đập, đập phát từ gốc ra ngọn. Đập cũng phát từ gốc ra ngọn luôn, không phải cách chân nhá. Cộng mix up, cộng oxy 7.5, được chưa? Rồi tỷ lệ này ở đây sẽ là bao nhiêu ạ? Ở đây sẽ là 100%, được ạ? Mix đỏ sẽ là 20-25%, được ạ? Green sẽ là 20%, ok? Và 4.0 sẽ là 7.5, 15, 7.5, up sẽ là 3, 130, ok? Thì đây là cái công thức để các bạn có thể nhuộm ra được một màu gọi là một đập nâu sô cô la ánh đỏ trên tất cả các màu, được chưa? Được chưa? Rồi, thì các bạn nhìn này, màu 9.1 này là cái màu gọi là màu gì ạ? Gọi là màu dẫn. Vì sao? Tôi nói rất nhiều màu dẫn rồi, tôi nói rất nhiều livestream khác rồi, nhá, để là dẫn màu, ok ạ? Và bởi vì nó là màu nâu sô cô la ánh đỏ và khi mix đỏ cộng với green thì tạo ra một gọi là một cái màu gọi là màu gam nâu. Ok ạ. Nhưng mà nếu mà muốn ánh sắc vào nhiều hơn thì cho tỷ lệ nhiều hơn.
vì tớ muốn cho anh sắc đỏ nhiều hơn. Vì sao? Đó là lâu sô cô la anh đỏ, nên cho tớ cho tỷ lệ của nó đỏ nhiều hơn, nó sẽ là 25%.